Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam và Phun TV, và mình là Trần Thảo. Mọi người ơi, hiện tại là Thảo đang rất là hào hứng và đang có mặt tại một sự kiện ra mắt nước hoa mới của nhà Ralph Lauren. Thì em này có tên là Ralph Club. Đây là một chai nước hoa rất là xịn sò luôn mọi người, và sắp tới đây Thảo sẽ review sơ về mùi hương này cho các bạn nha. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng theo chân Thảo để tham quan cái sự kiện này, cũng như là sẽ có những cái màn phỏng vấn khách mời về mùi hương mới cũng như là thiết kế của chai nước hoa này nha. Let's go. Mọi người ơi, trong lúc mà Thảo đang đợi khách mời đến tham quan á, thì Thảo cũng có nhiều cái gọi là chia sẻ cũng như là cái cảm nhận về cái mùi hương mới này và muốn nói cho mọi người liền lập tức luôn. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau bàn về cái tên gọi của em này nha, gọi là Ralph Club. Thì Thảo đọc tên này, Thảo có cảm nhận đây là một mùi hương mà dành cho chúng ta có thể buổi tối mình sử dụng, mình đi club nè, đi hẹn hò nè, đi quẩy. Thì không biết là mùi hương này có thật sự đúng như lại tên gọi hay không. Và điều thứ hai là Thảo rất là thích, đó chính là về thiết kế. Thì khi mà mở nắp ra, các bạn có tưởng tượng đây là một cái bình rượu cầm tay ở trong phim mà mình hay xem không mọi người? Rất là lãng tử đúng không? Đó, Thảo rất là thích cái thiết kế này luôn. Điểm mà Thảo rất là thích nữa đó chính là việc mà cầm trên tay như thế này là rất là nhỏ gọn. Thì khi mà một chàng trai cầm cái chai nước hoa này lên, Thảo cảm thấy là nó hoàn toàn nằm trong lòng tay của một người đàn ông đó, thì rất là hợp tình hợp lý và dễ sử dụng luôn. Còn về mùi hương thì khi mà nói về mùi hương của cho nam á mọi người, thì thường chúng ta sẽ nghĩ về những cái nốt hương giống như là citrus chẳng hạn. Nhưng tuy nhiên em này không hề có nốt hương citrus, mà thay vào đó là một nốt hương hoa. Thì đây là một trong những mà điều mà Thảo thấy là khá là ít ở trong những cái thành phần mà nốt hương mà dành cho nước hoa của nam. Và đầu tiên là em này á, là ở ngay tầng hương đầu là có hoa oải hương và là xô thơm. Thì hoa oải hương này là khi mà sử dụng, Thảo xịt ra một phát là Thảo nghe rất là rõ về mùi hương của hoa oải hương luôn. Thì làm cho mình một cảm giác ngay từ đầu đó rất là gần gũi và có một cái điều gì đó rất là tươi trẻ nè, trẻ trung. Tuy nhiên ở tầng hương chính của chúng ta đó chính là gỗ tuyết tùng, thì sang tầng hương gỗ tuyết tùng này Thảo lại có một cảm giác nó kiểu là trầm hơn một xíu nè, lắng động lại và có một điều gì đó rất là đàn ông nè, rất là men rồi thu hút. Và ở tầng hương cuối cùng Thảo cũng rất là tâm đắc luôn, đó chính là nốt hương của cỏ vetiver, cỏ hương bài. Và tổng thể mùi hương này làm cho Thảo cảm nhận á, tuy là mùi hương những cái nốt thành phần tuy là nó đơn giản, tuy nhiên cho mình một cảm nhận rất là tươi mới nè, nó rất là gần gũi và rất là lịch lãm đàn ông. Thì sau khi Thảo sử dụng mùi hương này và Thảo rút ra được rằng cái màu sắc mà Ralph Club đem lại á, là cho Thảo một cái cảm nhận đây là một mùi hương của một người đàn ông gọi là gentleman đó mọi người, là mình có thể đi chill, đi club. Thì đây là một mùi hương dành cho những người đàn ông lịch lãm nè, trưởng thành nè, và có một điều gì đó rất là trải đời, rất là men, ga lăng. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng theo chân Thảo để mà cầu thị ý kiến của khách hàng cũng như là những khách mời chúng ta ngày hôm nay về cảm nhận của mùi hương này nha. Đi thôi. Xin chào mọi người, và đầu tiên là Thảo muốn giới thiệu là người đứng kế bên Thảo chắc chắn là mọi người không có còn xa lạ nữa, đó chính là anh Thuận Nguyễn. Trước tiên thì xin chào Thảo cũng như là xin chào quý vị khán giả cũng như là các bạn đang xem video này. Dạ. Thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cái chai nước hoa này luôn. Nhận xét về cái vẻ ngoài trước đi ha. Đúng rồi, trước khi mình ngửi chắc là mình cho em cái nhận xét về cái thiết kế của bạn này trước đi nha. Thì anh thấy đây là một cái thiết kế rất là đơn giản và thanh lịch, rất là gentleman luôn. Nhìn vào là kiểu như là mấy bạn nam nhìn vào chắc chắn là sẽ thích, tại vì nó không có quá cầu kỳ nhưng mà nhìn rất là cuốn. Liên tưởng cái nắp này giống gì hả? Cái liên tưởng cái nắp này giống cái gì hả? Giống như cái chai mà đựng rượu ở trong phim á anh. Đúng rồi. Kể cả cái thiết kế này cũng giống như vậy, đúng rồi. Bây giờ em nhắc em mới nhớ nha. Vậy là cũng hay uống rượu lắm đúng không? Rồi anh thử nha. Để bây giờ anh Thuận sẽ có một khoảng thời gian để mà thử mùi hương mới này, sau đó là anh sẽ cho mình cảm nhận về suy nghĩ của anh về mùi hương mới của nhà Ralph Lauren lần này nha. Anh thấy mùi hương này thì rất là năng động nè, rất là trẻ. Nhìn vào á, lúc đầu anh nhìn vào cái chai này anh nghĩ là cái mẫu này là cái kiểu là sẽ đi bar hay là đi club rồi này nọ. Nhưng mà thật sự cái mùi hương này nó cũng phù hợp với khi mà mình đi những cái hoạt động ngoài trời hoặc là bên ngoài cũng được luôn. Anh nghĩ là chai này sẽ rất là dễ dùng trong nhiều cái trường hợp, có nghĩa là đi làm ở công sở, đi ra ngoài làm, những cái hoạt động ngoài trời và kể cả đi bar luôn. Tại vì thật sự là anh không phải là dân chuyên về sử dụng nước hoa đâu, nhưng mà khi mà ngửi tới thì anh cái điều mà anh liên tưởng đầu tiên đó chính là biển. Mỗi người chắc chắn là sẽ có cảm nhận riêng, thì cảm nhận riêng của anh là như vậy. Vậy khi mà anh xịt mùi hương này và anh có chia sẻ với em là nó có một cái sự năng động, vậy tóm gọn lại là sau khi trước khi mà anh sử dụng và sau khi anh sử dụng thì anh cho em một câu chốt đi, là thật sự là cái chai nước hoa này nó lịch lãm hay là nó dành cho những con người năng động trẻ trung? Mình có thể chia ra hai câu hỏi được không? Có nghĩa là ban ngày cũng được và ban đêm cũng được đúng không? Rồi, vậy là cái chai nước hoa này nó rất là đa dụng luôn đúng không anh? Nhưng mà thật sự là anh nghĩ là rất là đa dụng và anh thấy nó sẽ nghiêng về cái phần lịch lãm nhiều hơn. Dạ. Nhìn vào cái chai nước hoa này anh nghĩ là sẽ phù hợp vào ban đêm và mình đi
ăn tối với bạn gái hoặc là đi club cũng được luôn. Nhưng mà anh thấy thật sự cái trang này có thể sử dụng được cả bé kể cả những hoạt động ngoài trời, kể những hoạt động ban ngày nữa. Thì em chúc anh là có một buổi trải nghiệm mùi hương mới thật là vui. Dạ, và hy vọng là sau này nếu như mà anh thích thì anh sẽ sử dụng mùi hương này lâu hơn để mà đi chơi, đi hẹn hò và đi tiệc. Dĩ nhiên rồi, ngày hôm nay anh sẽ mang một chai nước hoa về và anh sẽ dùng thử, sau đó anh sẽ comment hoặc là anh sẽ đưa ra ý kiến của mình đến với quý vị khán giả cũng như là mọi người để cho mọi người biết rõ hơn về chai nước hoa này. Và một lần nữa em cảm ơn anh Thuận Nguyễn rất là nhiều đã có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về chai nước hoa mới lần này cho em và cũng như là mọi người nha. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Sao bây giờ muốn đi uống rượu không? Uống liền luôn. Mình đi tham quan một vòng. Dạ rồi, em mời anh. Dạ, em chào anh Lý Thành Cơ, em là Thảo của team Media Number Film. Và trước khi em hỏi anh một số câu hỏi thì em nghĩ là mình cầm sơ qua chai nước hoa này một xíu được không ạ? Thì ban đầu thì nhìn vào cái chai nước hoa này là Cơ liên tưởng tới một cái flask để uống rượu. Và chắc chắn là nhìn vô là thấy rồi. Lần này thì rất là vui khi được đồng hành cùng với lại Rap Clubs để chia sẻ một cái mùi hương hoàn toàn mới này. Thì cảm nhận đầu tiên của anh thì anh nghĩ là đây là một cái nước hoa dành cho buổi tối và để cho tiệc tùng, đúng không ta? Đúng, tại rồi, chưa sở thử bao giờ. Đúng rồi, nhưng mà mình đọc cái tên thì mình liên tưởng vậy đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì nghe chữ Rap Clubs thì chắc là một cái buổi đêm rất là sôi động. Thì anh có cảm nhận gì về mùi hương mới lần này không ta? Thì ban đầu ngửi vào á thì nó không có tạo cho anh cái mùi về gỗ quá nặng. Cho nên là ngửi rất là nhẹ nhàng. Anh nghĩ là rất là phù hợp với lại cái không khí của Việt Nam mình. Tức là trái ngược với lại những cái gì mà mình mường tượng về nó khi mà nghe cái tên. Tại vì nghe cái tên thì nghĩ sẽ là đi tiệc tùng này nọ. Thì nó rất là phải mùi, nó phải ở trong máy lạnh tí xíu. Cơ nghĩ cái chữ Rap Clubs này nó giống như là một cái country club. Là của các quý ông vào ban ngày đi golf, đi đua ngựa. Thì nó phù hợp hơn so với việc là đi club vào ban đêm. Nó không có phải là một cái mùi hương mà để đi quẩy tiệc tùng và sexy này nọ. Theo anh mùi hương này nó sẽ phù hợp với lứa tuổi nào? Anh nghĩ là từ 25 các bạn đang đi làm thì các bạn đã có thể sử dụng cái mùi hương này rồi. Tại vì thực ra là cái mùi này nó không có bị chững quá. Mùi rất là fresh nên là cái tạo cảm giác là nó năng động hơn một chút xíu. Nó mình nếu mà ngửi thoáng qua mình sẽ không có biết là cái tên của nó là như vậy. Và cái packaging của nó hơi đánh lừa mọi người một chút xíu. Em hỏi là cái gu nước hoa của mình bình thường sử dụng á thì chai Rap Club này có nằm trong cái gu sở thích của mình không? Anh rất là thích mùi nó tự nhiên nhiều và rất là mùi nó fresh. Tại vì thật ra là với cái khí hậu như vậy cho nên chắc chắn là một trong những cái mà anh sẽ bỏ vào trong cái list của mình. Và em cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ về mùi hương mới cũng như là thiết kế của em Rap Club lần này. Thì em cảm ơn anh và một lần nữa là em xin gửi lời chúc anh là luôn luôn tươi trẻ, vui vẻ, thơm tho và thành công nha. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Mọi người ơi, thật sự để mà nói không phải là Thảo dành lời khen quá nhiều hay là những lời có cánh, nhưng mà thật sự đây là một mùi hương mà Thảo cảm thấy là rất là dễ dùng. Và như anh Thuận Nguyễn hồi nãy có chia sẻ là nhìn ở bên ngoài có vẻ như là gentleman, có vẻ như là đàn ông lứng tuổi, tuy nhiên là chúng ta cũng có thể sử dụng cả những hoạt động ở ngoài trời và thậm chí là rất là phù hợp với thời tiết mùa hè ở Việt Nam mình. Và các bạn ngoài ra thì vẫn có thể đi club, đi chill để có thể ngồi nói chuyện là vừa ăn tối như hồi nãy Thảo có chia sẻ. Và Thảo nghĩ đây là một mùi hương mà các bạn thật sự là nên tìm để mà ngửi qua để mà sử dụng, thì Thảo nghĩ các bạn cũng sẽ dành một cái tình yêu thật sự mình dành cho mùi hương mới lần này. Và đây là em Rap Club của nhà Rap Lauren lần này mà Thảo muốn chia sẻ đến cho mọi người. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Bộ Phương TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình nha. Còn mình là Trần Thảo, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.